bạn có muốn lựa chọn ngôi sao hy vọng không ạ? Dạ em có. Đôi ca. Đôi ca. Song ca. Đôi ca là song ca đấy đúng không ạ? Quảng Bình quê ta sâu nặng nghĩa tình. Wow. Vâng, các bạn học sinh của chúng ta không chỉ học giỏi mà cũng rất là đa tài nữa. Cuộc đời này rất ngắn ngủi nên là khi mình đến với cuộc đời này hãy sống hết mình. Bạn đã xuất ngoại bao giờ chưa ạ? Dạ chưa, nên em mong là em có thể đi du lịch. Cuộc đời này còn là 20. Xin mời các bạn còn lại. Và đó là đáp án đúng.